Thì đang tham quan xe buýt nha anh em. Rồi đây nè. Đó, xe buýt đây nha. Ôi trời ơi, gì á? An toàn lên trực tiếp trên YouTube kênh này được 4.000 anh em theo dõi. Hàng 4.000 anh em theo dõi nha. Anh em mạnh thiệt mạnh nha. Đó, like mạnh, chia sẻ mạnh cho tôi. Đó, đang xe buýt nha anh em ơi. Ông Nguyên mà ông bắt chết biết ra. Đây nè, thấy không? Xe buýt nè. Cô rớt điện thoại con nước đi. Có dây leo nó dướng nè anh ơi. À, nguy hiểm lắm á. Cầm chặt mới được. Đó. Không cãi hết. Không cãi suốt luôn. Ừ, mà cách đây 10 năm thì anh đi bộ nhiều, anh đi vòng vòng trên, còn 10 năm gần đây là chỉ có anh đi chỉ có thuộc không ạ. Anh biết sao đó. 10 năm trước là anh còn rất là trẻ khỏe. Dưới này có cá không? Dưới này chắc dạ, có cá, anh. Có cá nhiều lắm anh dưa. Nhiều lắm, khu bảo tồn nên là không có khai thác. Không có khai thác đúng không? Dạ. Rắn, rùa còn rất là nhiều. Rắn luôn hả? Có rắn, đi hướng dẫn là tụi em nhập hoài. À vậy hả? Nó leo lên cây sao? Nó bò. Bò dữ, nhìn sợ ta. Nó bò đập mé này nữa nè. À. Anh đừng có tấn công nó. Rắn hổ là nhiều. Rắn hổ mang luôn hả? Rắn hổ là nhiều hơn mấy loại rắn khác tôi biết. Đây có đủ các loại. Ừ, trời. Đây nha anh em ơi, đó đang quay trực tiếp đoàn đi tham quan xe buýt nha. Bảo rồi về đi bộ là đi đây hay dạ, đi bộ mình đi ngang đây mà đi bộ mình đi ngược lại với đi xuồng nha. Đi bộ trên cái tuyến đường này. Tuyến đường cũng làm lại dự án hạ tầng của ồ, quá trời đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Mình lên cộng sự chỉ trách gây rừng tràm, bạc ngang rừng tràm luôn. Mũ chích. Vậy em không thấy nó chích đành nhắc cái nữa lên á. Cầm mũi hả? Đã ở mũi chích cầm luôn á. Hồi nãy giờ chưa thấy. Em ở phía trước coi có tổ ong rồi đó, chọc chọc cho nó bay ra mình chụp hình á. Thấu bơm thấy bên lại dạ. Đi vòng do tam quốc trong này. Hôm nay là rừng tràm thôi anh em ơi. Rừng tràm là khu di tích quốc gia nha. Ngay chỗ nãy mình bơi dốc một vòng tròn. Bơi qua bãi mìn á. Bãi mìn cuối đó. Quá trời luôn. Cực kỳ thiệt. Đừng có đưa ta làm hướng viên. Không nói gì chứ. Cái đoạn đường này là nhung, cái đoạn đường này dài bao nhiêu km? Dạ, đi xuồng là 1,5 km, mình đi tương đương là khoảng 20 phút. Dạ. Nếu mình đi bộ thì khoảng là 2 km tương đương là 40 phút. À. Mình đi với tốc độ là vừa phải bình thường. Cái này là những đoàn học sinh là nó đi tốc độ là 30 phút là nó ra nhanh lắm. Ra nhanh ha. Dạ. Còn mình vừa đi nghe thuyết minh ngắm cảnh đó, nên là nó hơi lâu. Bạn gái rồi đó thì đi lâu dạ, lắm. Bạn gái thì thôi là cả ngày luôn anh. Vậy hả? Đi kiếm luôn. Kiếm thì vô hôm nay kiếm luôn. Kiếm nó luôn. Nó thuê xuồng vậy nè, cái hai đứa nó tự bơi mà nó đâu bơi theo đường chính đâu. Nó bơi theo cái đường bộ không à. Vậy hả? Ui, ôi trời, cắn con nào máu không chà. Lạ, thịt béo sao mà. Đó, thấy chưa anh em, nhìn rừng tràm đẹp ha, khu căn cứ lòng dân đó. Năm 2007 là cắt 400, gần 500 cây cà. Quá trời. Kiểm kê xong là đánh dấu mấy tràm nghĩa đọt với bị chết con. Đây nha anh em, đó, thấy không? Thì năm đó cũng có trồng lại mấy hecta đó anh, cũng trồng lại nhiều lắm. Mình đang ngồi sâu cùng nha. Cây giống. Một bông. Cây giống lúc đó thì kiểm lâm bên rừng cũng hỗ trợ mình. Còn thuê xuồng là nhiêu chiếc? Thuê xuồng là 60 giờ. 60 giờ 60.000 một tiếng. Ừ. Một tiếng là 60.000. Quá đẹp anh em ơi. Đứng lên. Ồ, đứng lên tí. Trời ơi, cái xuồng này mà. Đó thấy không? Rừng tràm bạc ngàn luôn nha. Quá trời luôn, cây này. Cây thủy trúc nha. Đó thấy không anh em, ở dưới này là nước nước rất nhiều nha. Cá không? Cá đó. Nè, chẳng hạn như đi vô cái đường này nè, cái đường này của mấy anh bảo vệ đi tuần tra. À, tuần tra cá. Ồ, mấy anh bảo vệ dưới này phải luôn cao mới được, nhìn sợ quá. Mấy anh bảo
bảo vệ đây là theo nghị định 1111 đó anh. Ừ, lương thấp mà. Anh Toàn bảo vệ đây đâu bị quất đâu. Còn ăn cá đồng. Ăn cá. Ăn cá đồng không? Không, cái mấy cái cây mà sống nói chung là các cái loại mà thủy chúc này nọ là dầm mấy dầm rồi đó. Ở Cao Lãnh bán rất là mắc. Có khi lên tới 25-50 ngàn một bụi. Ừ, bán để người ta trồng thủy sinh ở đường này đẹp chứ, đường đẹp non trong rồi, nhà hồ cá đó, ở trong nhà luôn á, là rất là mắc nha. Hồi cách đi anh về Đồng Tháp 14 nữa, mình có tham quan lần đầu tiên nè, đi bộ, đi bộ đi đường đan này. Cái đường này mới, sau này mới tu bổ lại. Mới tu bổ đường đan ha. Hồi đó là anh đi năm 2012, cách đi mười mấy năm. À, nằm đi hai lần mùa khô là mùa nước. Đi mùa nước còn giống mình đi vòng lại gì vòng lại vòng tròn lại đó, hàng là đó là công sự mà công sự á, đây này công sự cái chiến đấu này đó. Bên cạnh là cái nhà của ông Nguyễn Đắc Lộc đó, ông Đắc Lộc là em của ông Đắc Hiền á anh. Ồ vậy hả? Muốn bác 15 mình á. Ờ. Này ở nhà ổng đây hả? Đây nhà ổng ở đây. Em ruột luôn hả? Này bác còn ông sống không? Là Út nè. Dạ mất rồi. Mất rồi. Dạ. Ông này là Út, còn bác 15 là thứ 10 đó. Ừ. Tranh thủ là ổng là hy sinh chiến tranh hay sao? Ổng mất cho bệnh già sau này. Ừ. Coi chừng chim này nghe Toàn. Có chim nào? Là cô Bạch Kim. Hiện nay cô Bạch Kim thì cô còn có đứa con là anh Đắc Lộc á. Ở anh Đắc Chinh á, Đắc Chinh làm ở đài truyền hình Đồng Tháp mình á. À biết rồi. Có rắn luôn hả? Đâu rắn đâu? Đâu? Bắt. Rồi. Nè. Ôi trời ghê quá. Trời con rắn đâu mà đi sợ. Thôi. Ghê. Bắt thì cho em lên đi bộ. Sợ lắm. Cho em lên đi bộ. Có cái gì đâu mà anh đâu ngủ một cái gì. Nhà em ở Mỹ Long nói gì? Dạ nhà em quê em thì ở Lấp Giò, còn nhà em thì kế bên di tích anh. Kế nhà em Tân Sơn đi xuống. Rồi hành trình đi tham quan bằng xuồng xe buýt kết thúc nha anh em. Đây mình xin kết thúc video nha. Ông đuối quá ông ký thôi. Ông phát nổi rồi ông ký. Ông này nổi ký rồi. Phía trước có chụp hình nè. Để mặt lên. Em thì nhà ở bên Lấp Giò là ở B. Quá đẹp luôn. Khung cảnh quá đẹp. Tốt nghiệp ra trường xong là em nộp cho sở thân em về đây. Tốt nghiệp ngành gì? Đại học Việt Nam học. Việt Nam học hả? Vâng. Mình đang kiếm bảo tồn ở bàn đem về nuôi. Không nhưng mà giám đốc em. Tính rồi. Tính rồi thì đó, em cũng tính là có anh trong đó đó mà anh kẹt như này rồi. Đồng Tháp mà có đào tạo cái ngành đó đâu nhiều. Nửa nay sinh viên và nay học sinh người ta không học cái ngành đó. Ít học lắm. Giống như ngành nó nghe cái nó còn cổ kính. Thanh Hùng. Nó không có nhiều tiền á. Đúng rồi. Bây giờ nó học kinh tế. Người ta học kinh tế, tài chính, ngân hàng luôn. Nè anh nào có cái chụp hình bằng cây dầm không? Mỗi một anh bằng tắm cái rượu tình khỏi không có bông thì lấy 150. 150 không có bông thì 150. Cái này là thứ gì? Mấy này giờ đổi tí xài im lắm nè, mát lắm nè. Tí xoài hả? Xoài bán thuốc lúa không? Bán vườn hả? Cái đó là cái này nè, sản phẩm nè. Sản phẩm à. Ủa chứ mình không có để cho nó cái cọng này cọng gì? Lục bình. Ồ lục bình hả? Ừ. Lục bình phơi. Trời ơi. Cái này chú khô nữa chứ con khô lại. Chứ xài bền lắm. Lục bình anh em. Đang mình nam mình để con vừa là nó bị móc. Thiêu cái bông rồi thôi. Cái này cho nữ. Hả? Bông